Tuổi trẻ thủ đô có tổng diện tích khoảng 26,43 ha, được thành phố Hà Nội phê duyệt quy hoạch chi tiết vào năm 2000, là một trong những công trình vui chơi được kỳ vọng. Tuy nhiên, vài năm gần đây, người dân thủ đô lại xót xa trước cảnh hoang tàn của công viên có đất vàng rộng cả hàng chục hecta này. Nằm trên địa bàn phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, công viên Tuổi trẻ thủ đô trước đây từng là bãi đất hoang, xóm liều bởi sự quần cư của những đối tượng nghiện hút bất hảo. Năm 1998, chính quyền thành phố Hà Nội đã quy hoạch thành khu công viên vui chơi. Đến nay, nhiều hạng mục đang bị xuống cấp nghiêm trọng, rác rưởi, cây cối tùm, nước đen kịch từ mặt hồ bốc lên hôi thối, khiến công viên Tuổi trẻ trở nên hoang tàn. Phòng quay mặt trời bị bỏ quên nhiều năm giữa những tán cây, thành đống sắt vụn tiềm ẩn mối nguy hiểm. Khu vực bể bơi, máng nước hiện đang bị nhà hàng, quán bia hơi chiếm dụng để chứa đồ đạc. Mặt nước hồ trong công viên quanh năm đen sì, bốc mùi tanh hôi. Người dân đi tập thể dục ở đây phải bịt mũi vì mùi hôi từ nước sập lên. Được biết, dự án được giao cho Công ty Thương mại và Đầu tư Phát triển Hà Nội làm chủ đầu tư. Trong giai đoạn 2010-2012, công viên biến thành nhiều tụ điểm kinh doanh. Thành ủy Hà Nội đã kỷ luật 21 cán bộ quận Hai Bà Trưng và phường Thanh Nhàn đã có vi phạm liên quan đến việc để công viên bị xẻ thịt.